cái USB Wi-Fi nó xài ổn không bà Hoàng nhờ? Không. Yếu. Quá yếu. I got Yếu hả? supplies. Để mình xài, để ví dụ như mà là mình đốt web với mình xem YouTube á. Ghép thì được. Ổn không? Được đúng không? Chơi game thì đừng, chơi game thì đừng, Không biết là ông kia ông đi show nhưng mà ông lại không có cái máy, chơi không game có thì laptop á. Ông đi show ca nhạc mà không có laptop à, chơi game động tay thôi. nên gấp chỏng cái màn hình để cho cái cục có, để ông mở, lên sân khấu thôi. Đánh nhau đâu zoom giả quá nhở, SPD nhau liên tục kìa. Ủa tao thấy mà bà bình cái bán súng là chạy là mất mẹ ta. À nó trong cái này, cái súng tao này, có lấy tao lấy bước ra này. Cái súng mẹ à? Cái súng mẹ à? Ừ. Đâu mà khó.